Lười học ham chơi. Thôi, con đi ạ. Lên đó chăm chỉ học tập, nhớ giữ gìn sức khỏe. Việc ở nhà đã có ba mẹ lo, không phải suy nghĩ gì cả. Ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ tự chăm sóc bản thân ạ. Ừ, lên đó ở nhà trọ, an ninh phức tạp, có cái máy tính là giá trị nhất, con phải cẩn thận nghe con. Dạ vâng, con nhớ rồi. Thôi, đi đi con. Ơ, à, đám con trai lớp mình kìa, vào tí đi. Thôi, cậu vào đi, tớ về trước đây. Vào chút thôi, học hành cũng phải giải trí chứ. Nghe nói bọn này đấu điện tử cừ lắm, vào xem chứ, mất gì mà sợ. Cậu biết chơi không? Chơi thử ván xem thế nào. Nếu thắng tớ, mời cậu chào cà phê. Tớ chơi không giỏi đâu. Chơi cho vui thôi mà. Bạn bè cùng lớp, chả lẽ lại không nể mặt nhau. Thế chứ, sợ gì không chơi. Thôi, không ngờ bọn sách mà chơi giỏi vậy. Thật ra bọn tớ toàn chơi tiền thôi, mỗi ván 200.000 đồng. Nếu cậu thích thì tuần sau đến đây chơi. 200.000 đồng cũng đủ tiền ăn một tuần. Chúng ta chơi không giỏi, nếu mình thắng vài trận thì không phải xin tiền ba mẹ nữa. Ừ, tuần sau tớ đến. Sao hôm nay đen thế, thua 2 trận rồi. Thắng thua mai đuổi cả. Cậu đưa tớ 400.000 đi. Chơi tiếp không? Tớ hết tiền rồi. Tớ thấy cậu còn cái máy tính xách tay đó. Không được đâu. Máy tính tớ còn để làm bài tập. Hơn nữa chơi đi, làm sao mà đen mãi được. Biết đâu chẳng những gỡ lại mà còn có thêm. Được, chơi tiếp ván nữa. Ba mẹ Lâm, sao con về tối muộn vậy con? Cơm nước gì chưa? Dạ, con làm sao? Có chuyện gì thế? Sao trông con buồn bã vậy? Con đánh mất máy tính rồi. Máy tính mất rồi? Để đâu mà mất? Cả nhà chắc bóp mãi mới mua được. Con ra bắt xe, chẳng may bị trộm móc mất. Lớn bằng đấy tuổi đầu, có cái máy tính cũng không giữ được. Thôi mẹ nó ơi, để thằng bé nghỉ ngơi đã. Đằng nào cũng mất rồi, con đi rửa mặt mũi chân tay đi rồi vào ăn cơm. Vâng ạ. Cái thằng bé này, quần áo bẩn để lẫn hết vào đây rồi, phải để riêng ra mẹ giặt cho chứ. Về chơi được mấy hôm con? Con về xin tiền mai con đi luôn ạ. Tiền ăn tháng này con cầm lấy. Máy tính nếu cần con chịu khó nhờ bạn ít hôm. Mấy tháng nữa có lứa heo mới ra, rồi ba mẹ sẽ cố lo liệu. Mà mẹ nó nè, bà gói mấy chục trứng. Mẹ nó chăm chú đọc cái gì mà từ nãy không nghe tôi gọi thế? Cái giấy ghi nợ của nhà bác hai hôm trước ấy mà. Mấy hôm nay tôi tìm mãi mới thấy. Thôi, hai cha con nói chuyện đi. Mẹ đi gói cho con chục trứng gà, mang lên mà ăn. Mẹ! Mẹ biết con muốn nói gì rồi. Con muốn giải thích chuyện này phải không? Mẹ ơi, con sai rồi. Con đã cầm cố cái máy tính mà ba mẹ mua cho con. Lâm ơi, nếu con biết thương ba thương mẹ, con phải chấn chỉnh lại mà học hành. Đừng để ba mẹ vất vả, nhọc công vô ích nghe con. Con hư quá phải không mẹ? Mẹ tha lỗi cho con. Lần sau con sẽ không bao giờ làm như thế này, cũng như gian dối ba mẹ nữa đâu. Bác Nhím đáng yêu.
mẹ ơi. Con phải ăn nhiều vào cho chóng lớn để còn học bay chứ. Mùa mưa bão sắp đến rồi đó. Vâng ạ, con sẽ lớn thật nhanh thôi ạ. La 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 la. Sẽ non ơi, cháu hát hay quá. Ôi bác Nhiếm, chắc là mẹ con tôi lại làm bác thức giấc rồi phải không ạ? Bác thứ lỗi cho tôi nhé. Không có gì, khi nào sẽ non biết bay, chị cho cháu xuống đây chơi nha. Ôi không, không đâu mẹ ơi, con không thích bác ấy đâu. Những cái gai của bác ấy thật đáng sợ, lại còn giả bộ thân thiện nữa. Kìa con, sao con lại nói với bác Nhiếm như vậy? Tôi xin lỗi nhé, cháu nó còn bé, để tôi dạy bảo cháu. Không có gì, có lẽ tôi đã làm cháu nó sợ rồi. Con đừng có nghe người khác xúi bậy, bác Nhiếm vốt rất tốt tính, không bao giờ hại chúng ta đâu con. Sao mẹ có thể cả tin như vậy chứ? Có chuyện gì vậy nhỉ? Có ai không? Cứu, cứu với! Bác Nhiếm, cứu sẻ con! Ôi trời ơi, sẻ con! Chị sẻ, chị bị thương rồi. Tôi sẽ đưa hai mẹ con chị vào trong dưỡng thương. Được rồi, an toàn rồi. Hai mẹ con cứ ở lại đây nha. Cảm ơn bác đã cứu mẹ con tôi. Trời sáng chúng tôi sẽ về nhà để không làm phiền bác. Chị bị thương nặng đấy, trước mắt không thể bay và đi lại được đâu. Hãy cứ ở đây cho tới khi nào vết thương lành lại đã. Mẹ ơi, con muốn về nhà, con không ở đây đâu, con sợ. Cháu cứ yên tâm ở đây, bác sẽ không làm hại cháu đâu. Việc quan trọng bây giờ là phải chăm lo vết thương cho mẹ cháu kìa. Con đừng có ương bướng nữa, con khiến bác Nhiếm buồn rồi đấy. Trong bộ dạng bác ta cứ ghê ghê thế nào ấy. Liệu bác ta có đúng là tốt bụng muốn giúp đỡ chúng ta không mẹ? Nào con, sao con nói như vậy chứ? Nào, hai mẹ con hãy ăn đi. Tôi vừa đi kiếm được ngoài bìa rừng đó. Ôi, bác Nhiếm vất vả quá. Đi từ đây ra đó đâu có gần đâu. Thôi, hai mẹ con chị ăn đi, kẻo đói lả bây giờ. Mẹ ơi, con đói. Nào, cháu ăn đi cháu. Hai mẹ con chị nghỉ ngơi đi nha. Tôi lại đi kiếm chút gì đó cho bữa chiều đây. Cảm ơn bác Nhiếm, bác thật tốt bụng. Khổ thân bác Nhiếm, mẹ con mình ở đây, bác ấy chẳng được ngủ ngon. Có gì đâu mà ngủ không ngon chứ. Chúng ta có làm gì bác ấy đâu ạ. Con à, cuộc sống của bác Nhiếm khác với chúng ta. Bình thường bác ấy ngủ ban ngày, đi kiếm ăn ban đêm. Nhưng vì chăm sóc cho mẹ con ta mà bác ấy không ngủ để chăm sóc cho mẹ con mình đấy. Mẹ ơi, tiếng gì đáng sợ thế? Con sợ quá. Không sao đâu con, đã có mẹ ở đây rồi. Với lại chúng ta đang ở nhà của bác Nhiếm rất an toàn. Mà bác Nhiếm đâu rồi nhỉ? Có chuyện gì đã xảy ra với bác ấy chứ? Bác Nhiếm. Bác làm sao thế này? Sao bác nói là bác sẽ bảo vệ hai mẹ con cháu cơ mà. Hồi nãy tiếng gì kêu kinh hãi thế, mà không thấy bác đâu hết. Sẽ con, thôi nào. Bác ra ngoài đuổi con mèo rừng định mò vào đây ấy mà. Mèo rừng ư? Trời ơi, ra là bác đánh nhau với mèo rừng để bảo vệ cho hai mẹ con tôi đi ư? Hóa ra là bác đã đánh đuổi con mèo rừng đi. Nó làm sao địch nổi những cái gai nhọn của bác chứ sẽ con. Nó chạy rất xa rồi, nên hai mẹ con cháu có thể yên tâm ngủ thật ngon nha. Bác Nhiếm, cháu xin lỗi vì đã ghét những chiếc gai của bác. Gai này đã cứu hai mẹ con cháu. Vậy mà... Được rồi sẽ con, bác không sao. Những cái gai này dùng để bảo vệ những đứa trẻ ngoan mà. Vâng ạ, cháu biết rồi. Cháu cảm ơn bác Nhiếm.
Vợ ơi, anh xin lỗi. Thế là cô ấy bỏ cậu đi thật à? Phải, tôi đâu thể ngờ cơ chứ, mình lại bị cắm sừng đau như thế. Còn cậu nữa, cậu phải thật cẩn thận đấy nhé. Cậu cứ lo xa quá, chứ ngân nhà mình thế nào mình biết chứ. Không chủ quan thế được đâu cậu ơi, vợ chồng mình bên nhau lâu thế còn chẳng hiểu hết nhau nữa là cậu mới cưới. Còn cậu nữa, cậu phải thật cẩn thận đấy nhé. Anh nghĩ gì mà thường người ra thế hả? Không có gì đâu. Thôi, mình đi ngủ đi em. À, anh ơi, mai anh về trả hàng ăn cơm nhé. Em có mấy cô bạn đại học, rủ tụ tập tí. Hoàng này, mình thừa cái sim này, cậu có lấy không? Mình cho. Ừ, vậy cậu cho tớ. Mình sẽ dùng cái sim này để nhắn cho vợ. Khi đó cô ấy là người như thế nào thì sẽ rõ thôi. Chào em khỏe không? Xin lỗi, anh là Quân, học lớp trước em một khóa đại học, thầm ngưỡng mộ em từ lâu nhưng chỉ dám đứng xa nhìn. Anh Hoàng, cả nhóm đi họp. Em à, có người gửi quà cho em đây nè. Ai gửi về em? Không có gì đâu anh, chắc là họ gửi nhầm địa chỉ thôi anh à. Anh vào tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm nhé, em nấu xong cả rồi. Đấy, nếu không có tí tình cảm gì thì tại sao cô ấy phải giấu cơ chứ? Anh mới gửi cho em một món quà để thể hiện tấm chân tình của anh. Hy vọng sẽ được gặp em ở quán cà phê 68 Perley vào 6 giờ chiều mai. Anh sẽ đợi cho đến khi gặp được em thì thôi. Vâng, ngày mai em sẽ tới. Không ngờ chỉ với mấy tin nhắn và một hộp quà mà vợ mình đã vội siêu lòng người khác. Thật không ngờ. Vậy mà xưa nay mình cứ nghĩ là cô ấy nghiêm túc, đúng đắn lắm. Cậu nói đúng. Đúng là chúng ta chẳng thể tin tưởng phụ nữ được nữa. Ngay cả vợ tớ đấy, bình thường hiền lành. Vậy mà tớ không ngờ chỉ sau một vài lần nhắn tin mà... Alo? Sao? Ở đâu cơ? Vâng, tôi tới ngay đây. Có chuyện gì vậy hả cậu? Là vợ mình, cô ấy bị đâm xe trên đường đến... Ngân, trời ơi, sao lại thế này? Em đi đứng kiểu gì vậy? Em không sao, mai chỉ bị sơ thôi. Chắc độ vài ngày là vết thương sẽ lành thôi mà. Em làm về muộn, lại có cái hẹn với người bạn lúc 6 giờ, nên chạy xe nhanh hơn chút. Đấy, đến lúc này cô ấy còn nghĩ đến anh ta cơ mà. Thôi, em nghỉ ngơi đi. Em nhờ anh một việc được không? Việc gì thế? Anh mang hộp quà này đến địa chỉ 68 Palais trả lại cho em nhé. Trả lại quà ư? Mà ai cho vậy? Một anh bạn nói là bạn học trên em một khóa thời đại học. Dạo này hay nhắn tin hỏi thăm và còn gửi quà tặng em nữa. Em không tiện kể với anh là vì sợ anh nghĩ ngợi. Hôm nay em định đến gặp anh ấy trả lại quà và nói để cho anh ấy hiểu. Nào ngờ lại bị thế này. Trong anh kìa, mới thế mà đã thừa người ra rồi. Anh ghen rồi hả? Anh mang túi quà này tới địa chỉ đó giúp em nhé. Tất nhiên rồi, em cứ yên tâm đi. Và anh sẽ mua một món quà khác thật đẹp để chuộc lỗi với vợ. Vợ của anh à, anh đã sai rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.